Xin chào các bạn. Sau đây thì cô lại hướng dẫn tiếp về cái phần kỹ thuật chữa bài tập. Vì chúng ta sẽ được nghe rất là nhiều lần những cái lần chữa bài tập như thế này. Thì cứ mỗi một lần ra sản phẩm thì chúng ta lại sẽ có rất nhiều vấn đề để hỏi. Vậy thì các bạn hãy lắng nghe như sau. Cô nhận xét lại một lần nữa về vấn đề các sản phẩm của chúng ta hôm qua. Thì sau khi mà các bạn lên sản phẩm thì cô thấy nhìn chung là như thế này. Các thân áo ở phần ngực, thân về phía thân sau đa số bị rộng 2 cm, vì các bạn toàn may áo 1 khuy. Vậy mà xuất phát để chúng ta cắt mẫu là chúng ta đang cộng từ 3 đến 4 cm cử động. Nhưng chúng ta khi chúng ta cắt ngày hôm qua chúng ta cắt 1 khuy thì các bạn quên mất rằng là khi các bạn cắt 1 khuy thì cử động các bạn sẽ rút về cho cô là 1, 2 khuy sẽ là 2, 3 khuy sẽ là 3 cử động. Các bạn nhớ cho cô nhé, 1 khuy thì các bạn chỉ để 1 cử động, 2 khuy 2 cử động, 3 khuy 3 cử động. Tại sao? Thì khi mà các bạn cứ cắt các cái khuy mà nó càng thấp xuống ấy thì khi mặc cái độ trôi ra nó sẽ càng nhiều và nó sẽ bị dư nhiều ở phía đằng sau, cho nên là các bạn sẽ phải giảm cử động cho cô. Có 2 cách để chúng ta giảm cử động. Nếu như mà vòng nách của chúng ta đủ rồi thì cái phần tổng dòng ngực của chúng ta có thể giữ nguyên. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn nào mà ngực nhỏ hoặc là các bạn cắt bị thừa, cô nói tách từ phần 1, nếu như trong trường hợp bạn nào mà bị rộng phần ngực mà phần trước của các bạn ok rồi thì các bạn sẽ giảm cho cô ở phía thân sau, ở phần sườn cho cô cái phần cử động dư đó, chỉ để lại chỉ còn 1 phần cử động thôi. Còn trong trường hợp bạn nào ấy mà phần trước quả ngực nhỏ thì các bạn có thể giảm trực tiếp luôn ở phần đỉnh ngực của bên thân cúc sườn. Và các bạn lưu ý nữa là khi các bạn giảm cử động như thế và cái khuy thấp như vậy thì các bạn nhớ rằng là cứ các bạn sẽ phải dịch lại cái trục delta này luôn luôn để ở cho cô ở cái mức là đo khoảng cách 2 đỉnh ngực. Trong trường hợp mà khi các bạn mặc cài 1 khuy mà nó bị trôi ra phía sườn, cái ngực nó bị trôi theo thì các bạn sẽ lại dịch lại trục delta cho cô, lùi lại cái nẹp. Các bạn hiểu ý cô không ạ? Đấy, thì nhìn chung là hôm qua cô đang thấy có một số sản phẩm của chúng ta là cái đỉnh ngực đang bị trôi ra phía nách. Vì các bạn quên là các bạn không đo khoảng cách 2 đỉnh ngực là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn giảm cử động ngực các bạn lại không dịch lại trục đi cho cô là cái thứ hai. Đấy nhá, các bạn sẽ lưu ý cho cô điều đó. Và cái thứ ba, chúng ta quay về cái phần áo vàng này của chúng ta. Trên video có nhìn thấy không bạn? Bạn ơi, quay. Các bạn đang nhìn thấy cái phần áo vàng này của chúng ta là cái chất vải may áo vest này là đang hơi bị dày. Thế sau đó thì cái phần bên trong này của chúng ta đang có 1 lớp, 2 lớp này, 3 lớp, 4 lớp. Đang có 4 lớp cùng vải. Sau đó các bạn lại ép mỗi một lớp là 1 lần bùng và 1 lần make. Thành ra là đang bị quá dày. Vậy cho nên các bạn lần sau sẽ rút kinh nghiệm cho cô là cái phần cổ này các bạn sẽ chỉ cần dán cho cô 1 lớp make nhận mỏng. Và cái thân bên ngoài này này, các bạn cũng chỉ dán cho cô mùng mỏng thôi. Và sau đó thì muốn nó cứng đanh hơn thì có thể phụ thêm 1 lớp make nhận mỏng nữa. Đấy, còn cái phần dưới này các bạn cũng sẽ dán cho cô 1 lớp make nhận mỏng thôi để nó đỡ bị dày như thế này. Và các bạn lên chọn cái chất liệu vải nào nó hơi mềm một chút để cho nó giảm bớt độ dày đi. Các bạn hiểu ý cô không ạ? Đấy nhá, thì các bạn lưu ý về cái chất liệu này này. Còn quay về cái vấn đề bài cổ điển của chúng ta hôm qua, như cô đã thường hướng dẫn với các bạn là với cái dáng áo vest cổ điển như thế này này, khi mà chúng ta gộp cái phần ly ngực và cái phần ly ven này này, thì các bạn lúc mà may lên ấy thì cái phần đỉnh ngực này nó sẽ bị rất dễ hay bị phồng, cho nên là các bạn lưu ý khi là các bạn phải luôn luôn bật là hút hơi để cho nó mo quả ngực này kẹt xuống để nó không bị phồng. Nhưng mà cũng nên hạn chế dùng cái kiểu này. Vì các bạn lần sau có thể là các bạn biến kiểu đi. Một là cái đường ly này các bạn có thể cắt lên nách để thành mảnh riêng ra. Hai là các bạn cắt lên vai để nó thành một đường riêng ra. Ba là các bạn có thể là tạo thêm một đường cắt ở bên cạnh nó nữa, nó song song với cái ly này, để cái ly này của chúng ta sẽ bé lại và cái ly sườn này nó sẽ hỗ trợ cho nó to hơn. Để cho những người, nhất là những người mà bụng to, người ta không có đủ cho cái khối ly này đâu, thì các bạn sẽ sử dụng cái ly này to hơn cho cô. Các bạn hiểu với cô không ạ? Vâng. Vậy thì có thể cái ly này các bạn chỉ để 1,5 thôi. Còn cái ly này các bạn có thể để là 2 cm hoặc là 1,5 cm.
Cho nên là nhiều những cái áo mà nhiều khách hàng của chúng ta cái phần bụng rất là bự này, cho nên là chỗ này không có ly mà chỉ có ly cạnh sườn thôi nhá. Các bạn sẽ lưu ý cho cô phần đó. Thế cho nên là các bạn sẽ cố gắng là sẽ thiết kế làm sao những cái kiểu là nó phù hợp cho các bạn, hạn chế dùng cái này nhá. Hoặc là cái này mà các bạn có thể dùng với những cái cho những người mà bụng hơi béo một chút thì có thể chúng ta chỉ để ly giả đây thôi. Đấy, thì đấy là cái phần mà cô muốn các bạn lưu ý khi chúng ta cắt mẫu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cắt của cái áo này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ngắt video để chúng ta vào phần này.